Ê cái điên lẩu hay với chùi không? Gì mày đủ điên lẩu nữa. Ừ tao mới coi được mấy cái có thắt á. Vô đó mình nói cái đó mà mình được hoài á. Thì không? Ủa đi đi đi. 5 minutes later. Dạ. Hai anh dùng gì ạ? À, cho mình lẩu thái chua cay. Dạ rồi. Hả? Bạn ơi, bạn ơi. Mì hôm nay ngon lắm. Đan đi. Mới order được lẩu đó kêu vô khen mì ngon trời. Dạ. Anh đã được đúng code bí mật của nhà hàng em nên em xin gửi anh một gói mì miễn phí. Đó, mấy cái code tao nói với mày đó. Là giống trong mấy cái code mà game mà tao hay chơi hả? Đúng rồi, đúng rồi. Để tao thử đi coi. Bạn ơi. Dạ anh cần gì ạ? Bánh tráng hôm nay ngon lắm. What? Xin lỗi anh, nhà hàng em không có phục vụ bánh tráng. Thành ra không có code cho cái đó. Mấy cái đó tao phải mò dữ lắm á. Mò trong deep web đồ á, chứ mày muốn nói gì nói đâu. Chà, mấy cái code cho nhà hàng tao không biết. Mà có code thì tao biết, tao thử coi. What the dog doing? Mày nghiện game hả mày? Có là do nhà hàng đặt ra chứ phải có trong game đâu. Anh đã đọc đúng code bí mật của nhà hàng em nên em xin gửi anh một cái. Nhìn tao. Trời ơi, nguyên cái đồng hồ luôn nè. Đồ hay mày. Mày còn code này trong game không? Chỉ tao với chứ, code nhà hàng tao biết có cái đó à. Còn cái là bây giờ mày gãi đầu một cái, mày gãi tay cái, xong mày hét lên cái này được. Được, được. Bạn ơi. Dạ sao ạ? Anh đã đọc đúng code của nhà hàng em nên em xin tặng anh một đôi giày dĩ xuân ô hôn trị giá 36 củ. Trời ơi, sắp tới tôi phải ăn hai dĩ chùi nhiều. Xong rồi đọc mấy code rồi lấy mấy cái này bán là giàu to. Đứng lại. Nani. Anh đi bị bắt vì tội xài code hack ngoài đời. Anh xin bị ban khỏi xem vào thế giới. Hết đầu thai luôn.